ever mắc vệ sinh nha anh em, nó nhỏ đi vệ sinh đó anh em. Nên tôi sẽ thử đi vệ sinh à, đi vệ sinh ở trên không. vbgame.vn shop app uy tín, giá rẻ, an toàn tự động. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tháo Gà đây. Và thì hôm nay là một ngày cuối tuần anh em ơi. Thì mình đang có mặt ở sân bay. Nói chung là có mặt ở sân bay thì chắc anh em cũng đã đoán được là mình sẽ đi đâu rồi đúng không? Ok, là mình sẽ về quê nha anh em. Nhưng mà hiện tại là mình đã bị trễ giờ anh em ơi. Mình trễ mười mấy 20 phút rồi ấy. Nên là mình chưa thể nói chuyện với anh em được. Chắc là mình sẽ đi tìm cái quầy check in. Để mà check in trước xong rồi mình sẽ kiếm một quán nước để nói chuyện với anh em nha. Ok anh em, nói chung là đi máy bay bình thường thì cũng chả cái gì để nói anh em ơi. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ đi một cái hãng mới nha anh em. Đó là hãng Bombo, hãng mới ra mắt của Việt Nam anh em. Nên là giờ tôi chưa có kinh nghiệm đi cái hãng đó ấy. Không biết cái hãng đó sẽ check in ở đâu luôn. Giờ tôi đang đi kiếm. Nếu như là Vietjet hay là Vietnam Airlines hay là Jetstar tôi đã biết rồi anh em ơi. Nhưng mà rất tiếc đây là Bombo nên là tôi phải đi kiếm. Thấy rồi anh em ơi. Đấy. Một mèo máy bay mới nha anh em. Lần đầu tiên trải nghiệm luôn. Ok. Nói chung tôi đang đợi làm thủ tục anh em ơi. Ở đây thì nó không có cái quầy mà check-in tự động anh em. Nên là phải check-in trực tiếp tại quầy nha anh. Hành lý gửi không có pin sạc dự phòng rồi, giá trị rồi nha. Dạ vâng ạ. Cái này trên gia đình. Nhưng là bây giờ tôi đang đi lên qua cái quầy ăn lên anh em ơi. Đây. Đi chung với cái Vietnam Airlines bởi vì Bombo vẫn chưa có cái lối đi riêng hay sao ấy. Quay khỏi quay an ninh rồi anh em ơi. Quay chị đậu thật chứ. Giờ kiếm chỗ nào đó tôi sẽ ngồi nói chuyện với anh em nha. Không kịp đâu đi mua ly cà phê luôn anh em ơi. Rồi, ok anh em ơi. Nói chung là để ăn tọ rồi. Nói chung là đặt vé bay là lúc 8 giờ nha anh em. Đặt vé bay 8 giờ nhưng mà giờ 7 giờ 30 người ta đã khoan là phải lên máy bay anh em ơi. Nên là tôi phải vô trong đây luôn. Chứ thường thường là tôi sẽ ra sớm rất là sớm luôn. Bởi vì hôm nay là chưa quen anh em. Nên là đi trễ giờ nên không thể nào mà ngồi ở quán cà phê nói chuyện anh em được. Mà phải vô trong cái hàng ghế ngồi luôn rồi. Nói chung ở trong clip này anh em ấy, là tôi muốn trải nghiệm thử cái dịch vụ của máy bay Bombo ấy, một hãng máy bay mới. Nói chung là hồi giờ tôi đi máy bay cũng nói chung là cũng khá là nhiều rồi anh em ơi. Như anh em quan sát lên kênh thì cũng thấy một tháng, hai ba tháng nay thì tôi đi về liên tục đúng không? Thì tôi hay đi Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar anh em. Nói chung là hãng nào mà giá rẻ hay đi thôi, bởi vì sinh viên rồi, tiết kiệm được nhiều tiết kiệm thôi. Và hôm nay thì tôi muốn đi thử Bombo ấy, giá của nó, hai chuyến của tôi sẽ là bao nhiêu ta? Tôi đi khứ hồi nha anh em là hết 2.300.000 ấy, là tính ra là cũng tương đương với mấy cái hãng kia. Nhưng mà tôi thấy có một cái số cái không được hài lòng như sao anh em ơi. Đó chính là cái chỗ mà check in anh em. Đó là chưa có cái quầy tự động á. Thì nói chung là ai tới sớm hay tới trễ á là chỉ hơn nhau ở cái chỗ ship hàng thôi. Chứ còn thực sự anh em muốn ngồi gần cửa, nếu như anh em đi Vietnam Airlines đúng không, thì anh em có thể check in tại cái quầy á, là anh em có thể lựa được những cái ghế như là gần cửa, ưu tiên cho những ai mà tới sớm. Còn ở đây là nếu anh em tới sớm hay tới trễ thì còn phải ship hàng, check in trực tiếp thôi, không có quầy. Nên là cái việc mà lựa chọn cái chỗ ngồi á sẽ rất là hạn chế luôn, là phụ thuộc hết vào cái độ hên xui may rủi của anh em nha. Đấy, nếu như anh em hên thì có thể ngồi gần cửa, mà xui thì chắc không được ngồi gần cửa số rồi. Rồi. Đấy, tiếp đến đó là cái chỗ mà check in trực tiếp anh em thì nó khá là hẹp luôn. Giờ chắc là cái sân bay này ngày trước là chia đều cho ba cái hãng Việt Nam, mấy cái hãng nội địa anh em. Nên là nó rộng rãi rồi. Còn ngày nay mới chen vô ấy, nên là nó khá là hẹp luôn. Chỉ có đường vô thôi, còn đường mà quay đầu lại á, nó không có mấy cái rào ngăn anh em. Nói chung là di chuyển cũng khá là bất tiện luôn. Đấy. Xong rồi cái quầy check-in qua quạng lên anh em thì nó cũng rất là nhỏ luôn, nhỏ xíu xíu à. Chỉ có hai cái ô đơ qua cái quạng lên à. Nên là rất là nhỏ, với lại là vẫn chưa có nhiều nhân viên để hướng dẫn anh em. Nên là còn khá là lộn xộn luôn. Đi cũng nói chung là cũng hơi là bực mình xíu thôi. Đấy. Còn lại thì tôi thấy tất cả mọi thứ vẫn chưa có gì quá đáng lo ngại hết. Không biết là cái hãng máy bay này có bị trễ giờ không anh em ơi. 7:30 lên máy bay thì đợi xem coi thử cái máy bay này có trễ giờ không nha anh em. Nói chung là tôi nghĩ là chắc mấy anh em nào mà đi thì cũng chắc quan tâm nhất đó là cái độ trễ giờ đúng không. Như Vietjet thì biết chắc chắn là Vietjet là một cái máy bay là chầm trễ giờ rồi. Còn Vietnam Airlines thì rất là hiếm khi, hay là Jetstar thì cũng thỉnh thoảng thôi, nhưng mà Vietjet là trầm trễ giờ đúng không. Nên là còn cái Bombo thì tôi
chưa thấy ai nói hết nên là hôm nay tôi sẽ trải nghiệm thử. Ok, nói chung tôi đi cửa 12 nha anh em. Ấy, tôi để đứng ở cửa 12 kìa. Ấy. Bây giờ đợi tới giờ là lên máy bay thôi. Nói chung là cũng còn một cái điều rất là thú vị ở trong cái clip này luôn, anh em hãy đón xem nha. Ấy, không thôi anh em, tôi tới cái đoạn đó không được, tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng giả vờ mắc vệ sinh nha anh em. Nói nhỏ thôi, đi vệ sinh đó anh em. Nghĩa là tôi sẽ thử đi vệ sinh, đi vệ sinh ở trên không để coi thấy nó khác gì dưới mặt đất nha anh em. Có nghĩa là khi mà mình đi, ví dụ như đi đi nặng anh em, đi trên giữa cái bầu trời như thế này nó khác gì dưới đất. Nói chung là đó là một cái tò mò trong tôi hồi bữa giờ. Nên là hôm nay tôi quyết định tôi sẽ review review nhà vệ sinh của máy bay. Máy bay bom bom. Nếu như cái video này mà anh em hứng thú thì tôi sẽ review tất cả các nhà vệ sinh của cái tất cả các loại máy bay luôn. Đi thư nó có khác gì không nha anh em. Rồi ok. Ok, bây giờ là ra cái quay, ra cái cánh cửa cuối cùng anh em. Để ra máy bay nha anh em. Tôi ngồi ở ngoài cùng luôn, cửa sổ rất là xe nên không thể nào quay phía dưới cho anh em xem được. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm một cái chủ đề chính ngày hôm nay nha. Đấy, lát lên trên không rồi, đấy, lên khá là cao rồi. Bây giờ đợi cho ổn định tí nữa anh em ơi, tôi sẽ đi làm việc chính nha. Ok, ok, bây giờ đi thôi anh em ơi. Ok anh em ơi, hôm nay tôi sẽ thực hiện cái thử thách đó là đi vệ sinh trên không nha anh em. Ok, nói chung hồi giờ anh em đã cần nghĩ là mình sẽ đứng giữa một bầu trời để mình làm một chuyện lái chưa đó, thì hôm nay tôi sẽ làm một chuyện lái nha anh em. Ok thôi đùa thôi, cảnh này sẽ không quay anh em ơi. Nói chung nhà vệ sinh thì cũng che có gì hết, tất cả đều được làm bằng nhựa anh em ơi. Ấy, bởi vì là máy bay là yêu cầu là phải nói chung là phải làm chất liệu bằng nhựa nó mới nhẹ được, nó bay được anh em ơi, không thể nào là mình gạch men hay là đá được nha anh em. Nói chung cũng khá là thơm, một vài dụng cụ vậy thôi, chả có gì hết. Nhưng mà tôi đã thực hiện xong cái lời hứa rồi anh em ơi, cũng như là cái thử thách đấy. Bây giờ đợi đến lúc hạ cánh tới bên định thôi. Rồi, đã tới nơi rồi. Ok anh em ơi, nói chung là đã tới được Bình Định rồi. Giờ đang đợi lái hành lý anh em ơi. Cho là phải ký gửi cho tôi đem đợt này đem nhiều đồ về quá. Tới mười mấy ngày lận mà. Mình sẽ lái hành lý đây nha anh em. Lát nó sẽ chui ra. Tôi đã lên được xe buýt rồi anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ đi xe buýt về nhà tôi nha. Nói chung xe buýt ở sân bay thì chỉ có 50k thôi là có thể về tới tận nhà rồi. Không tận nhà đấy, chỉ cách nhà tôi khoảng 300m nữa. Lúc đó tôi sẽ kêu ba tôi lên đón nha. Ok, đã về tới nhà rồi anh em ơi. Đừng mất lạnh dưới. Rồi, ok anh em ơi. Nói chung vừa về tới nhà luôn. Thiệt, ở nhà rất là sướng anh em ơi. Ở trong Sài Gòn, ở phòng trọ anh em, không có máy lạnh nữa, nóng nực. Dù nhà có máy lạnh, ngủ mát phê luôn. Ok, thì nói chung là tôi đã đi xem cái máy bay Bombo ấy. Thì thực sự cũng nói chung là được một cái rất là đúng giờ anh em ơi, thực sự luôn, đúng giờ luôn, y chang như là cái giờ dự kiến luôn, chỉ trễ hơn 1-2 phút mà, nhưng mà còn đỡ hơn ấy. Còn việc giết là anh em đi là đường nào phải delay từ 15 đến 20 phút ấy, xong rồi hoặc là có khi tệ hơn nha ấy, đó là một cái điểm ưu điểm ấy. Thứ hai đó là sao ta, cái máy bay thì nó hơi bé anh em ơi, để tôi đi chút chiếc nhiều mà nhà xíu rồi, đến là có 100 mấy ghế à, nên là ngồi rất là không có dễ chịu ấy.
ngồi hàng phổ thông mà anh em. Rồi như nó ra. Đặc biệt nhân viên nhân viên của Bombo cực kỳ xinh luôn anh em ơi. Trời ơi, chị nào cũng xinh quá trời luôn. Xinh hơn mấy nhân viên của mấy cái hãng khác á, tôi đã ý thấy điều đó. Thấy rồi. Rồi cho người ta. Rồi, chỉ có một số cái vấn đề thôi. Rồi anh em đã xem cái đoạn mà nhà vệ sinh chưa? Thực lần đầu tiên được đi tì giữa không trung anh em ơi, được đi tì giữa không gian á. Gì? Đúng không? Không trung bầu trời đúng không? Đấy, lần đầu tiên được đi nói chung rất mát phê luôn. Cảm giác hồi hộp ba ca chương và cuối cùng đã hoàn thành. Và cuối cùng cái điều tôi muốn nói đó chính là ấy, tôi sẽ về quê 11 ngày nha anh em ấy. 11 ngày là tôi sẽ cố gắng làm thật là nhiều clip hay ở quê cho anh em xem. Và nếu như anh em thích tôi làm clip ở quê thì từ nay tôi đã học xong rồi. Để tôi chỉ còn hoàn thành một số cái chứng chỉ để tốt nghiệp ra trường thôi. Nên là tôi có thể rất là nhiều thời gian đánh á. Nên là nếu anh em muốn tôi làm clip ở quê hoàn toàn luôn á, thì tôi có thể bay đi bay về. Ví dụ như một tuần tôi sẽ bay đi bay về một lần gì đó. Hoặc là một tháng tôi sẽ bay khoảng 3 lần nha anh em á. Để tôi làm full clip ở quê luôn. Thành phố là tôi chỉ làm 1 đến 2 clip thôi. Đấy, giống như kiểu đợt vừa rồi á, tôi đang 18 clip ở quê, nhưng mà tôi chỉ đang mới tới thời điểm hiện tại là chỉ mới có 3 clip ở thành phố à. Đấy. Nên là nếu anh em mà muốn tôi làm clip ở quê hoàn toàn thì comment thật nhiều. Đấy, tôi sẽ tiếp thu hay là và tôi sẽ thường xuyên bay về quê nha anh em. Bởi vì từ Sài Gòn về Định Cấn tiếng Hồ cũng khá là nhanh mà. Nói chung cũng chả cái gì mà khó khăn hết. Đấy. Ok, bé thân dữ anh em ơi. Nói chung thấy tôi về là ra chơi tôi liền, ra kiếm cái đạn hay gì bạn. Còn đây anh em ơi, còn xe của tôi. Nói chung tôi đi cũng che cái ai cởi hết đấy. Giống xe của Nguyễn Thành Nam anh em. Thì chiều nay tôi sẽ làm clip liên quan tới con xe này, anh em hãy cùng đón xem nha. Nói chung clip này chủ yếu là nói là chính nha anh em ấy. Nói chung là chắc anh em cũng ngán rồi. Nói chung là thôi anh em xin lỗi anh em vì clip này tôi nói hơi bị nhiều. Nói quá nhiều luôn, toàn nói không chả làm gì hết. Nên là sao ta, tôi sẽ chuộc lỗi bằng cách tôi sẽ làm thật nhiều clip hay quay cho anh em cùng xem nha. Nếu anh em có ý tưởng gì muốn tôi làm thì hãy comment phía bên dưới. Tôi luôn luôn đọc tất cả các comment của anh em nha. Rồi, nói chung rất cảm ơn anh em đã xem video clip này. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo ở quê nha. Rồi, bye bye Thanh Dũi. Bye.